Này vô được con à, anh em ơi. Con cua. Chứ phải con ếch. Này không có mình đổ nha anh em. Anh quay cảnh hết rồi. Anh em ơi, trái này trái gì mình cũng không biết nữa. Mà anh em nào biết á thì nhớ comment dưới nha. Comment dưới cho mình biết được trái này là trái, cái tên trái này là gì nha. Mà cái trái này ăn vô thì chín thì nó ngọt, mà sống thì nó đắng quá. Đắng kinh khủng luôn á. Trái này thì ở trong cái kênh Sang Vlog thường hay ăn đó các bạn. Thì mình cũng không biết là trái này là trái gì nữa. Bẻ ra trái đó cho các bạn xem. Lỡ bên trong nó còn sống vậy nè. Để tách bên trong nó ra thôi. Đây các bạn. Cái này là cái trái của nó giống như cái trứng cá. Thử đó. Lỡ bên trong. Ăn có độc chết à? Chết á. Nhặn nhặn giống trái cà gió á, thì hình trái cà gió luôn. Thiệt. Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với channel của mình. Thì hôm nay thì anh em mình dậy sớm một bữa. Thì thường thì Tấn nó hay đi lợp ếch nè các bạn. Tấn thì nó hay đi lợp ếch. Còn mình thì mảnh nhà mình cũng ít lắm. Hôm nay thì hai anh em cũng có phối hợp với nhau kêu thức dậy á, đi buổi sáng. Buổi sáng để mình ngắm bình minh nè, lâu lâu mình thức là dậy một bữa để mình coi thử bình minh nó đẹp không. Đó thì sau một khoảng thời gian thì anh em mình hồi tối cũng đã đạt rồi, mà không có quay tại vì trời nó tối quá. Bây giờ anh em thì mình đạt được một số ếch nè các bạn. Đó. Một số ếch thì ếch bây giờ nó cũng ít rồi. Cái mùa này thì ếch nó xuống mương hết rồi. Nó cũng còn ít à. Ếch thì cũng có ếch nhỏ, ếch to, tùy theo con. Thì lâu lâu dậy buổi sáng thấy không khí nó trong lành lắm các bạn. Không khí nó thật là trong lành và dậy cái sức khỏe mình cũng ấy nữa. Nếu mà mình ngủ lâu quá đó, thì cảm giác nó buổi sáng nó mệt lắm. Thì chắc từ nay sắp tới thì mình sẽ thức dậy sớm để quay những cái clip buổi sáng sớm này cho anh em xem. Thì bây giờ thì anh em cùng đi với mình nha. Để về nhà mình làm món ăn thôi các bạn ơi. Rồi. Thì hôm nay thì mình sẽ nấu cơm lam. Để coi thử cái hương vị của cái cơm lam như thế nào. Và anh em mình cũng không biết cách nấu nữa, chỉ học trên mạng thôi. Rồi thì các bạn. Đó, thì bây giờ mình sẽ làm cái chỗ mà mình giống như cái khay thức ăn vậy đó. Thì mình để ếch vào. Mình để ếch vào bên trong một chút nữa rồi mình sẽ nấu nha các bạn. Đây, mấy cái ống cơm lam của mình hồi nãy giờ cũng đã chuẩn bị xong rồi nè. Đó, còn cái này nữa, hai cái luôn. Có mấy con ếch rồi mà làm tới hai cái luôn, không biết có được, không biết có đủ ếch để mà đựng không nữa. Thì bạn nào thấy bạn nữ nào vô thấy cameraman mình làm được thì mình cho xin Facebook rồi kết bạn hốt luôn nha. Hốt nó đi luôn nha các bạn. Hốt đi, ai làm cho anh? Ai làm thì có người làm thôi. Để mà ế hoài thấy tội mày quá. Cơm lam giờ làm xong rồi nè anh em. Giờ đem nướng thôi. Ủa lộn, nấu. Rồi thì bắt đầu anh em mình sẽ để cơm lam lên và làm trước, tại vì mình sẽ làm cơm lam trước, làm thợ nấu.
Bây giờ ớt thôi các bạn ơi. Đó, xả nha. Đây là xả. Màu cho nó đẹp thôi nha. Và ớt vô nó cũng thơm thơm. Đổ vô luôn, đổ dễ dơ lắm. Đó. Chậm một chút. Bắt muối rồi. Bột ngọt chứ đâu. Không ghê. Đó. Cái này là bột nêm. Các bạn có thấy bàn tay điêu luyện của cameraman không? Nhà em có thường nấu ăn không Tấn? Không anh. Chứ nhà em làm gì? Em ăn chật à? Em đi ăn chật người ta à? Nhà nào mà ăn cơm mới ba giờ mang à? Ngon á. Hỏi tấm cơm. Đó. Mà nhìn nè, nhìn cái đùi nè. Cái này ra là nhức nách luôn. Nhìn cảm giác nó rất là ngon các bạn ơi. Wow. Cuối cùng thì cái thành quả của anh em mình cũng đã xong rồi các bạn ơi. Đây. Thì lần đầu tiên làm thì nó cũng có nhiều cái thất bại. Nhất là cái cơm lam nè. Nó cũng ok lắm á. Chứ không thất bại. Bao thất bại hồi ok là sao? Trời ơi trời, cái đùi này các bạn ơi. Đó, thì bây giờ Khôi và cameraman sẽ thưởng thức trước và cho các bạn xin cảm nhận nha. Mình tách cơm lam các bạn. Tách cơm lam ra. Đó. Anh em mình lần đầu làm thấy cũng ok chứ bộ, cũng đâu có. Đó, tách ra luôn nha. Đây. Cơm lam của anh em mình này. Nè, tắt ra đây, anh tắt ăn đi. Thưởng thức trước đi. Được rồi. Nó ở phần ở dưới nó nãy ngồi nói chuyện cái nó cháy luôn các bạn ơi. Nó hơi cháy cháy ở dưới phần ếch á. Đó. Để thử nha. Mà anh em miếng cơm lam nha. Thành quả mà. Dẻo mà nó thơm. Ăn là một ngộm luôn, như vậy nó mới đã. Nó ngon. Làm cái đùi ếch mà. Thơm. Thơm đúng rồi. Thơm xả nữa. Ngọt. Cái đùi ếch ra thôi. Nhìn cái màu sắc nhìn nó vàng đã lắm. Mình ngồi từ đây mà mình thấy hương thơm nó bay. Nó lớn hơn trời. Biết thiếu gì mình ăn? Thiếu bia. Cái này có xà lách hay rau sống gì ăn kèm. Ngon. Đúng rồi. Nãy giờ thì anh em mình mất khoảng 3 tiếng đồng hồ để làm cái món này. Tại vì có hai đứa làm à. Nên nó rất là lâu. Mời anh em cơm gì? Cơm lam địa phủ. Cơm lam địa phủ là trái đó. Cơm này bẻ không? Vậy mình làm vậy là biết chừng nào có vợ được Tấn. Thôi nghĩ có vợ. Chấm nè. Chấm ra. Cái nó bị cháy. Cái này giòn. Người ta nấu cơm lam thì có một kiểu là. Còn anh em mình nấu cơm lam có hai loại nha. Bóng đêm nha. Một loại bóng đêm với một loại. Mình bây giờ mình tách ra. Rất là dẻo luôn.
Đó, và bây giờ mình lấy cây này mình dít ra. Đây. Cơm của mình này. Chấm miếng nha. Sao? Mình cảm giác cái cơm này á, khi mà nấu trong ống tre nó thấy nó ngọt hơn bình thường á, nó có cái mùi của cái ống tre hay sao á, mà cái cơm của mình làm á là mình làm nếp á nên nó rất là dẻo luôn. Bây giờ thử tới cái này đi, thử ếch nè. Kiếm cái đùi nào bự bự, mời anh em một cái cho nó đã. Thằng em mình nó không biết ăn cay nên mình làm cay quá nó ăn không được. Mất hào rồi. Cái này nó lại dính à ta. Mình mời các bạn ngớt nha. Kéo luôn. Cay lắm. Nó cay mà không luôn. Cay này là đúng cái khẩu vị của mình luôn. Tại mình ăn rất là cay. Thơm với cái mùi xả, khi mà các bạn ớp vào cái con ếch á thì cái mùi xả nó rất là thơm luôn, cái mùi nó đặc biệt lắm, ăn ngồi đàng hoàng thôi, cái mùi nó rất là đặc biệt luôn, thơm mà nó ngọt nữa, chứ tại vì cái này ếch là ếch đồng nữa nè. Đó, thử miếng, bây giờ mình bẻ ra luôn đi. Hồi nãy anh em mình quên tách cái này ra cho nó mỏng mỏng bớt đó. Không hết chưa mà đập được. Chưa mà. Còn. Mời các bạn miếng cơm lam nữa nha. Nó cháy cháy ở ngoài nè, mình ăn đó. Nó vừa dẻo mà nó vừa giòn giòn ở ngoài nữa. Thì mình cảm thấy cái món ăn hôm nay Tấn nó nấu thì rất là ngon luôn. Đối với anh em mình như thế này là mình thấy là rất là thành công rồi. Chỉ có một số cái nó hơi bị khác thì nó ấy thôi, nhưng mà vậy là cũng ok rồi các bạn ơi, tại vì lần đầu mà. Nó bị khác có cái lớp bên dưới ạ. Do nói chuyện. Do nói chuyện á, nhiều chuyện. Mình mà không nói là Tấn nó cho trái luôn rồi. Mời các bạn nha. Ăn cái này mà nè các bạn thấy không, mình ớp ớt cỡ này mà sao em mình nó ăn nổi. Xả này các bạn thấy không. Ngon lắm, nó cay lắm. Mình ăn thử trước này thử nó cay không. Không đâu. Thơm chứ nó không còn cay nữa, vị cay nữa nó mắc bớt à. Mà các bạn mà ăn mà không mà dở tao tới trời vậy. Thử cơm đi phủ kìa. Lật cái ra đó. Cái đó ngon hơn á, ngon hơn cục nãy em. Cơm này là cơm bóng đêm nha các bạn. Cơm địa phủ. Chấm vào. Cay dữ à. Cảm nhận rõ cái mùi nó khác cái bên ngoài á. Nó đắng đắng. Cơm lam mà các bạn thấy. Nó dẻo lắm. Còn cái lớp tre ở ngoài luôn nè các bạn. Cái này ngon. Ui. Mời các bạn nha. Miếng này nó cháy cháy ngoài luôn. Mình để miếng ếch lên.
Đó. Mình mời các bạn nha. Wow. Mời bạn miếng nữa nha. Cơm mình tự nấu á, mình tự đi bắt á. Cảm giác ăn cơm ngon á. Cũng tự mình làm á, cái gì cũng tự mình làm á, ngon. Mà có một cái nó lâu quá các bạn ơi. Tốn thời gian lắm. Cái này là cực kỳ tốn thời gian không? Nếu mà các bạn không có thời gian thì mình nấu cơm bình thường ăn cũng ok. Như là anh em mình trải nghiệm cho biết. Sáng thức dậy, 5 giờ thức dậy rồi. Bạn nấu cơm lam á, bạn nhớ để nấu bằng than á, đừng nấu bằng lửa. Nãy mình lỡ nấu bằng lửa các bạn, khét cháy chưa. Rút kinh nghiệm một điều là nấu cơm lam phải nấu bằng than, chứ không được nấu bằng cái lửa ngọn. Nếu mà cái lửa ngọn mình đưa vô là cháy liền. Là ha. Cơm bên trong à. Rất là đã luôn, nhìn ngon. Lần này anh em mình biết rồi đó. Này các bạn ơi. Ở trong nó có giấu cái đùi. Đó. Mời các bạn nha. Mình nấu cái món ớt rồi hả? Nãy giờ mình thấy có nhiều cái xương đó mình cắn được á. Cay. Cay muốn ra nước mắt luôn các bạn. Mà các bạn miếng nữa nha. Nổi hết nổi luôn. Nó hết nổi luôn. Nó ngon, ngon gì mà ngon. Chịu không nổi luôn á. Nào nào cũng trải nghiệm, cũng thưởng thức như vậy là chắc sống lâu lắm á. Kêu tiệc về ăn. Thì chắc clip anh em mình cũng lâu rồi. Thì bây giờ chắc mình phải dừng clip lại các bạn ơi. Thì nếu các bạn thấy trải nghiệm, thấy clip của anh em mình hay á, thì các bạn hãy nhớ cho anh em mình một like, subscribe. Một subscribe, đăng ký và chia sẻ cái clip này cho nhiều người bạn khác xem nha. Rồi chào tạm biệt các bạn. Bye.